xuất Ai Cập ký chương 19 đến núi Sinai. Sau khi ra khỏi Ai Cập đúng 3 tháng, dân Israel đến sa mạc Sinai và cắm trại đối diện với núi. Họ đi từ Rephidim đến sa mạc Sinai rồi cắm trại đối diện núi. Môi xe lên với Đức Chúa Trời khi Chúa gọi ông và phán dạy rằng đây là điều con sẽ thật lại cho nhà Gia Cốp và nói lại cho dân israel chính các ngươi đã thấy những việc ta làm trong xứ ai cập và cách ta đã đem các ngươi như bằng cánh chim ưng để đem các ngươi đến với ta bây giờ nếu các ngươi vâng phục ta hoàn toàn và giữ giao ước ta thì trong tất cả các nước các ngươi sẽ là cơ nghiệp quý giá của ta mặc dù cả thế gian đều thuộc về ta riêng các ngươi sẽ là vương quốc thầy tế lễ và là dân tộc thánh cho ta. Đó, những lời con phải nói lại cho dân Israel. Như vậy trở về, triệu tập các vô lão đến và thuật lại cho họ những lời Chúa đã truyền dạy cho ông nói lại. Toàn dân đồng thanh trả lời rằng, chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Môi xe chỉnh lại lời của họ với Chúa. Chúa phán với môi xe rằng, ta sẽ đến với con trong đám mây dày đặc và dân chúng sẽ được nghe ta nói chuyện với con để chúng luôn tin tưởng con môi xe cũng trình lên cho chúa những điều dân israel đã nói chúa phân dạy môi xe con hãy đến với dân israel và bảo họ làm cho mình thánh sạch trong ngày hôm nay và ngày mai bảo họ giặt áo sống và phải sẵn sàng vào ngày thứ ba vì ngày đó chúa sẽ giáng lâm trên núi Si Lai. trước mắt toàn dân, con phải vạch ranh giới xung quanh núi cho dân chúng và bảo họ phải cẩn thận, đừng lên núi cũng đừng đụng đến chân núi, ai đụng đến núi phải bị xử tử, người đó sẽ bị ném đá hoặc bị bắn tên cho chết, không ai được đưa tay sờ đến người đó, dù là người ta hay súc vật, hãy đụng đến núi thì phải chết, chỉ khi nào có tiếng kèn thổi dài người ta mới được lên núi mua xe ở trên núi đến với dân chúng bảo họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống sau đó ông nói với họ anh chị em phải chuẩn bị vào ngày thứ ba và phải kiêng đến gần đàn bà vào buổi sáng ngày thứ ba có sấm sét chớp nhoáng mây đen kịt bao phủ núi và có tiếng kèn thổi vang làm cho mọi người trong doanh trại đều run sợ môi xe hướng dẫn dân chúng từ doanh trại bước ra để ra mắt đức chúa trời và họ dừng lại ở chân núi khói bao phủ núi Sinai lai vì chúa giáng lâm trong nửa. khói từ núi bay lên như khói từ lò gà hực và cả núi rung chuyển dữ dội tiếng kèn càng lâu càng vang động lúc đó môi xe bắt đầu nói và có tiếng của đức chúa trời đáp lời ông chúa giáng lâm trên đỉnh núi Sinai gọi môi xe lên núi ông liền vâng lời chúa phán với môi xe con xuống cảnh cáo dân chúng bảo họ không được vượt qua ranh giới tìm xem chúa mà nhiều người phải thiệt mạng ngay cả các thầy tế lễ khi đến gần chúa cũng phải cho mình thánh sạch nếu không họ sẽ bị chúa tiêu diệt môi xe trình với chúa dân chúng không thể lên núi Sinai vì chính chúa có bảo con vạch ranh giới quanh núi và biệt riêng núi gia thánh chứa phán bảo môi xe con xuống đem adon lên với con nhưng các thầy tế lễ và dân chúng không được vượt qua ranh giới lên đến ta ai bất tuân sẽ bị ta tiêu diệt như vậy môi xe xuống núi đến với dân chúng và căn dặn họ